anh. Em đến tiễn anh làm gì? Anh tự đi được mà. Em là bạn gái của anh mà, em phải đến tiễn anh chứ. Em ngốc lắm. Thế bao giờ anh về? Sếp nói với anh là anh phải vào đó 3 năm. Nhưng em yên tâm, nếu anh hoàn thành tốt công việc, anh sẽ được về với em ngay lập tức. Vâng, anh vào đấy không có em bên cạnh, nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình đấy. Anh nhớ rồi. Em ở nhà phải tự chăm sóc cho bản thân, ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, và phải ngoan ngoãn chờ anh về, nhớ chưa? Chương nhận này là hẹn ước của hai đứa mình. Anh đi đây. Em chỉ sợ là em không thể đợi được anh đến lúc anh quay lại. Anh đã quen với công việc ở trong ấy chưa? Có gặp chuyện gì khó khăn không? Em đừng lo. Nhờ có đồng nghiệp giúp đỡ nên mọi chuyện cũng xong xuôi cả rồi. Anh cũng đã quen rồi. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Nhìn mặt vui thế này, chắc là đang nhắn tin với Hiếu đúng không? Em biết rồi mà. Em sống cũng rất tốt. Em đang đi siêu thị với bạn này. Nhưng mà em nhớ anh lắm. Anh cố sắp xếp xong công việc rồi về nhà với em nhé. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Thôi, anh làm nốt công việc đây. Em đi chơi cùng bạn đi nhé. Anh đây. Anh tan làm chưa? Em có chuyện muốn nói với anh. Anh vừa xong công việc, bây giờ anh chuẩn bị đi ăn. Có chuyện gì vậy? Anh này, mình chia tay đi. Em có người khác rồi. Sao lại chia tay? Alo? Alo? Ngọc Anh,
Tại sao anh lại ở đây? Ngay sau khi nhận được cuộc gọi của em, anh đã đặt vé máy bay để trở về. Ngọc Anh, em nói cho anh biết đi, tại sao em lại muốn chia tay? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em xin lỗi, em không thể chờ anh được nữa, em có người khác rồi. Không, anh không tin. Ngọc Anh, có chuyện gì thế? Đây là ai? Tôi là Hiếu, bạn trai của cô ấy. Anh là ai? Anh ấy là chồng sắp cưới của em. Chồng sắp cưới à? Anh mới vào làm được 3 tháng, vậy mà em đã có chồng sắp cưới rồi cơ à? Anh đi 3 tháng, nhưng em đã ở bên cạnh anh 3 năm. Em không thể dùng thanh xuân của mình để chờ đợi anh thêm nữa. Em thấy anh không có tương lai đâu. Em thấy mệt mỏi rồi. Em không muốn chờ đợi anh nữa. Em thay đổi rồi. Từ bao giờ em trở thành người con gái thực dụng như vậy? Đủ rồi. Rõ ràng là cô ấy nói với cậu rồi. Cậu là người không có tiền, cậu đi làm thuê suốt đời thì cũng không thể nào xứng đáng được với cô ấy. Và tốt nhất từ bây giờ, cậu đừng làm phiền cô ấy nữa. Ngọc Anh! Em làm như vậy có đáng không? Đáng chứ. Em muốn anh ấy tìm được một người tốt hơn em. Em hy sinh cho cậu ta nhiều như vậy, cậu ta có biết không? Em không cần anh ấy phải biết. Miễn sao anh ấy được sống hạnh phúc là em vui rồi. Có phải là anh đối xử không tốt với em không? Có phải là anh đối xử không tốt với em không? Em gái tôi hy sinh quá nhiều vì cậu, mà bây giờ cậu đổ đốn cậu rượu chè thế này. Uổng công em gái tôi hết lòng vì cậu. Cậu nghĩ xem, cậu có xứng đáng với nó không? Anh nói cái gì cơ? Anh là anh trai của Ngọc Anh, chứ không phải là chồng sắp cưới của cô ấy à? Mày tỉnh táo được chưa? Mày với cả em gái tao yêu nhau bao nhiêu năm rồi, mà mày không biết nó là người như thế nào à? Nếu nó không bị ung thư máu, thì liệu nó có tìm cách để chia tay mày không? Tại sao em không nói cho cậu ta biết là em bị ung thư? Em không muốn để anh ấy phải lo lắng cho em. Em chỉ muốn anh ấy được sống vui vẻ. Anh giữ bí mật giúp em nhé. Đây là kết quả xét nghiệm của cô. Đúng như chúng tôi dự đoán, cô đã bị ung thư máu, nên chúng tôi sẽ tìm người phù hợp để hiến tủy cho cô. Vậy nếu tôi không làm phẫu thuật thì tôi còn sống được bao lâu nữa hả bác sĩ? Nhiều nhất thì có thể là nửa năm. Nhưng nếu tình hình sức khỏe của cô xấu đi
hoặc là chúng tôi không tìm được người ghép tủy cho cô thì tôi e là không còn lâu nữa đâu. Anh nói cái gì cơ? Ngọc anh bị ung thư máu á? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Nó đang được chăm sóc đặc biệt. Nó không muốn nói cho mày biết. Thế nhưng mà tao nghĩ mày yêu nó thật lòng nên tao mới nói cho mày. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chia tay đi. Em có người khác rồi. Tại sao em không nói cho cậu ta biết là em bị ung thư? Em không muốn để anh ấy phải lo lắng cho em. Em chỉ muốn anh ấy được sống vui vẻ. Anh giữ bí mật giúp em nhé. Anh ngồi với cô ấy đi. Sao em ngốc thế? Sao em lại giấu cái chuyện này? Tình hình của em gái tôi thế nào rồi bác sĩ? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn có khỏi được hay không thì sẽ phụ thuộc nhiều vào cô ấy đấy. Bác sĩ, còn cách nào để cứu cô ấy không bác sĩ? Cho dù phải tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận. Bác sĩ làm ơn hãy cứu cô ấy đi ạ. Anh cứ bình tĩnh. Vấn đề ở đây không phải là chuyện tiền bạc, mà chúng tôi cần tìm được người phù hợp để có thể hiến tủy ghép cho cô ấy. Đấy là cách duy nhất để có thể cứu được cô ấy sống. Nhưng mà hiện tại chúng tôi chưa tìm được người phù hợp. Vậy để tôi. Bác sĩ lấy tủy của tôi đi. Vậy thì ngày mai có cần đến bệnh viện kiểm tra. Phải phù hợp thì mới hiến được, chứ không phải là muốn hiến là hiến được đâu. Vậy nhá, tôi đi trước đây. Em yên tâm, nhất định anh sẽ tìm đủ mọi cách để chữa bệnh cho em. Tôi có tin vui cho anh đây. Tủy của anh phù hợp với cô ấy. Nhưng anh có chắc là anh muốn hiến tủy không? Tôi chắc. Chỉ cần cứu được cô ấy, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Vậy được rồi. Thời gian của cô ấy không còn nhiều, nên chúng ta cần phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Cảm ơn bác sĩ. Vậy là ca ghép tủy đã thành công rồi đấy. Chúc mừng cậu nhá. Bác sĩ tìm người ghép tủy cho tớ ở đâu vậy? Không phải tìm đâu, người ấy tự đến. Cậu có biết người ấy là ai không? Ai vậy? Là Hiếu đấy. Là Hiếu? Không được, tớ phải đi tìm anh ấy. Này, em làm cái gì thế? Hả? Vừa phẫu thuật xong, không được vận động mạnh. Nhưng mà anh Hiếu đang ở đâu? Anh ấy đang ở đâu hả anh? Sau khi phẫu thuật xong, cậu ấy bỏ ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Không được, em phải đi tìm anh Hiếu. Tôi phải đi tìm anh Hiếu. Ngọc Anh, anh không bao giờ bỏ em đâu. Anh hứa sẽ bên em cả đời. Đến đi, có anh ở đây rồi. Trịch nhân này,
chỉ thuộc về một mình em thôi. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Em đồng ý.